dân đã thề sống thề chết với em là không để em chờ quá 15-20 phút. Vậy mà giờ đã quá 45 phút rồi. Đi em. Chào anh. Anh Phan Nghị. Theo em, anh Đường Thanh Minh với chị My Khánh. Chào anh. Dạ. Đi à, có mấy mẫu thiết kế mới em qua cửa hàng coi luôn dạ. nha. Vì như vậy không khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Em yên tâm đi, anh tới gặp chị My Khánh bàn chuyện khác. Tham khảo em một số chi tiết về đường nét trên trang phục biểu diễn được không? Nhưng bây giờ trễ rồi. Mình đi uống cà phê hay ăn gì đó rồi cùng bàn. Cũng được. Đi. Rồi 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 rồi, anh ra liền ra liền ra liền. Chờ chút nha. Dạ, em xin lỗi hai anh. Đã tới giờ em phải đưa Thúy Thúy đi gặp đạo diễn Minh Chiêu rồi. Dạ dạ. Dạ em xin phép. Chào. Dạ chào anh. Rất cảm ơn những lời cảnh báo chân thành của cậu. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp nhau lần nữa để trao đổi tiếp về chuyện này. Dạ em sẵn sàng gặp lại. Em xin tạm biệt hai anh. Anh thấy ý kiến của Lê Văn thế nào? Cậu ấy rất là chân tình. Và tôi tin tất cả những cái thông tin về quan trường từ cậu ấy đều đúng. Chỉ có điều cái nhìn về con người của mấy anh chàng nghệ sĩ thường thì thiên về cảm tính và đòi hỏi tuyệt đối, cho nên họ thường trầm trọng quá vấn đề. Theo tôi, trước việc rất nhiều người cảnh báo về quan trường, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Đương nhiên là phải cảnh giác rồi, nhưng mà cảnh giác quá thì chúng ta sẽ không chơi được với ai và sẽ không chừa chỗ cho người ta phục thiện. Alo, em đang ở đâu vậy? Anh đã quá hẹn 20 phút rồi. Em phải đi công chuyện của em thôi. Bye nha. Ê, cái gì? Phải dạy con nhỏ này một bài học mới được. Chưa là cái đinh gì mà đã mắc bệnh ngôi sao. Mấy đứa trẻ mắc bệnh ngôi sao trầm trọng như Lê Văn, cần phải dạy cho nó nhiều bài học như vậy mới kính trọng các em. Bây giờ em thích gì nào? Em chỉ thích được anh kính trọng thôi. Nghe tin Trần Hiền lại tiếp tục gây khó khăn cho quan trường, anh tới hỏi xem sự thật như thế nào. Quan trường đã nói với anh à? Chỉ là gọi điện thoại than thở thôi. Em biết anh ta vừa gặp anh ở gallery. Anh xin lỗi, anh cố ý nói vậy để quan trường khỏi mang tiếng. Vừa họp xong với ban giám đốc đã đi thông báo cho người ngoài. Gọi điện thoại thì có khác gì? Tóm lại anh ta cần gì ở chúng ta? Nếu Trần Hiền gây khó, quan trường bị cô lập, thì cậu ấy mất khả năng trả nợ cho chúng ta. Em quá mệt vì dính vào nhân vật quan trường này rồi. Sai lầm bắt đầu từ anh, nhưng trước sự đã rồi. Chúng ta ráng hợp tác cho đến khi cậu ta trả xong hết nợ. Chúng ta... không, anh sẽ cắt đứt quan hệ với hắn đầu tiên. Chào bác. May quá có bác ở nhà. Anh Thái, chị hai em cũng có nhà. Anh đến tìm má em chứ đâu có tìm chị hai đâu. Bác đi với cháu nhé. Đi đâu con? Thì bác cứ đi với cháu. Chuyện này là chuyện vui chứ không phải chuyện xấu đâu mà bác lo. Má, con học bài xong rồi, má cho con đi với. Thôi má đi, chúc má về theo làm gì. Được đấy. Cháu nghĩ là bác cứ cho em nó theo. Chuyện này cháu muốn mọi người cùng vui mà. Ừ.
đây sẽ là cửa hàng của bác. Cháu đã hứa giúp bác không phải đi bán cháo nữa. Cháu thực hiện được rồi đấy. Nhưng mà anh ơi, má em làm sao có đủ tiền mua nhà này? Chuyện đấy để tính sau. Sao ạ? Bác thấy cửa hàng này như thế nào ạ? Bác không hiểu chuyện này là thế nào hết. Bác không cần phải thắc mắc, chỉ cần bác nói thích là shop này sẽ thuộc về bác. Cháu thì thấy thích hết ý rồi đó bác. Má, má nói thích đi má. Thằng này để cho người lớn nói chuyện. Hồi trẻ bác có học mai, cũng mơ có một chút vốn để mở tiệm, nhưng mà ông trời không cho. Thích lắm, bác thích lắm. Nhưng mà chuyện này phải để con Trân nó quyết định. Nó biết chuyện này chưa? Bác đồng ý rồi, mới đến Kim Trân ạ. Cháu xin lỗi bác. Mày ra đây. Tới đây là tao đã hết nhiệm vụ. Vấn đề còn lại là ở chú mày. Lại ăn lỗ chịu nghe. Trời ơi, đến giờ phút này anh còn đem con bỏ chợ thế à? Con cũng đã lớn, chợ cũng sắp dọn dẹp rồi. Tự lo thôi, tao không còn chuyện của tao đâu chứ. Vớ vẩn. Ông ánh mà việc gì lại lòng nhà lòng nhong ngoài đường. Này, định kiếm thêm mánh à? Mày đổi kiểu nào thì tao cũng rút hết à. Đừng hòng điếu kéo tao. Bye nha. Khi nào xong thì alo cho tao. Ha? Anh ở đâu mà em gọi điện cho anh sống không vậy? Anh cố tình tắt máy để tạo cho em một sự bất ngờ ấy mà. Này, bây giờ em đến ngay địa chỉ là 187A. Đi biết một sống ở trang ai đi nhá. Để làm gì? Thì nếu bây giờ anh nói thì làm gì có bất ngờ nữa. Anh, chị Trân hả? Chị Trân ơi, chị tới đây đi. Có má đây nè, đã lắm. Đấy, nếu như mà em ngại á thì để anh đến đón. Thôi, thôi được rồi. Em cũng sắp đọc xong rồi. Có chỉ một lát nữa em và chị Vi sẽ tới đó. Nhanh nhanh lên. Bây giờ sẽ bắn lên. Nhanh lên. Để quá rồi. Tập trung vào. Đi nào, bước qua nhanh nào. Cái bộ áo hồng đứng làm cái gì? Bước qua bên này. Em không biết chuyện gì nữa. Không hiểu sao anh Thái gọi điện thoại tới em tới chỗ của anh. Đây vậy còn có cái máy em thì thằng báo qua đó nữa. Dạ anh. Rồi. Bước tới. Tốt, tốt, tốt rồi. Ba nhớ con quá, cho nên đến đó con ăn cơm. Con cũng nhớ ba nữa. À hay quá, lát nữa má cũng đến đón con hả ba? Vậy hai cha con mình chờ má một chút ha. Dạ. Sao, ở nhà ông bà ngoại có thích không? Dạ, ông bà ngoại nấu cơm ngon lắm. Nhưng mà con vẫn thích về nhà mình nữa. Tại nhà ông bà ngoại không có internet. Rồi, chờ má một chút ha. Dạ. Nhớ con quá nên anh đến cho con với anh. Nếu thích đi với ba thì con cứ đi đi. Nhưng nhớ phải đưa con về nhà ngoại sớm, vì chiều con phải đi học thêm. Minh Thu, anh biết là em vẫn còn giận anh vì việc anh nhận qua trường về công ty. Nhưng mà em thông cảm cho anh được không? Chẳng qua là vì sự sống còn của công ty, của bao nhiêu công nhân,
rồi anh sẽ tìm cách. Từ từ rồi anh trả anh ta về cho cấp trên. Anh định làm cách nào? Anh nghĩ mình nói chuyện ở đây thật bất tiện. Nếu được, em đi ăn cơm với Yumi và anh, rồi mình sẽ nói chuyện sau. Má ơi, con đói bụng quá à. Em không đoán được tại sao má em bị thằng Bá lại kêu em đến chỗ Mạnh Thái hả? Em cũng không biết nữa. Nhưng má em và hai đứa em đều thích ẩm. Vậy còn em? Em cũng không biết nên nói chị làm sao nữa. Bất cứ ai biết về anh Thái cũng cho nói thấy rất xấu. Có người còn nói anh ấy từng nghiện thuốc và em mới yên lên đó. Nếu Mạnh Thái đang nghiện thuốc hoặc là chị mất yên lên thật thì sao? Chị đặt cho em câu hỏi khó trả lời đó. Em chỉ coi anh ấy như một người bạn tốt, chứ em có tình cảm gì đâu. Hai chị! Chị Vy! Hai chị vô nhà đi. Anh Thái, thuê cho má căn nhà này nè. Nào, mời vào. Em không hiểu. Anh đã hứa với mẹ là sẽ giúp đỡ mẹ không còn đi bán cháo cực nhọc nữa. Đây là số thời trang anh vừa mới sang để mẹ và em quản lý. Anh Thái nói là nhà thôi, nhưng mà cả nhà mình về đây ở luôn đấy chị hai. Anh em khó xử mà. Có gì đâu mà khó xử. Mẹ và các em cứ đến ở đây và kinh doanh cửa hàng. Mỗi tháng thì trả dần vốn đầu tư cho anh cũng được mà. Còn nếu thua lỗ thì sao? Đằng sau Kim Chân còn có công ty Mai Sài Gòn, công ty Sending và rất nhiều bạn bè cùng giới khác nữa. Có gì đâu mà thua lỗ. Chị thấy sao chị? Sao vậy chị? Trước đây chị cũng mơ một ngày nào đó chị sẽ chuyển tiệm mai của má chị thành một shop thời trang như thế này, mà chưa được. Anh Gia có biết ý định của chị không? Không, chị không nói chuyện này cho anh Gia biết. Thôi mình vô nhà đi ha chị. Để em sẽ xem. Dạ, con chào dì. À, con. À, bác. Chào thầy Kim Trân, cũng vui khi biết chuyện này. Thiệt hả con? Ừ, có bác. Chuyện lớn như vậy, lẽ ra phải nói trước với em chứ. Nếu mà nói trước với em ấy, thì em sẽ không đồng ý. Với lại, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ ấy mà. Hai đứa ra ngoài, chỉ có chuyện đi muốn nói. Thái làm như vậy có điều kiện gì không? Là sao? Đây là lòng tốt hay là sự tỏ tình của em? Thì hiện tại đang là lòng tốt. Lỡ Kim Trân không còn yêu em nữa thì như thế nào đây? Thì mà thôi đi. Tính em xưa nay á, đã thích ai rồi, có cái gì cho được là em cho tất. Còn về tình cảm giữa em và Kim Trân á, nếu mà không đi xa được á thì cũng buồn đấy. Nhưng mà em sẽ không hối hận về hành động của mình. Coi như là mình đã giúp một người bạn ấy mà. Câu này em quen quen, giống Lê Giang á. Xin chào. Chào cậu. Thật bất ngờ, anh cũng có mặt ở đây à. Tôi tưởng là cậu đang đi thực tế chứ. Do có một chút trục trặc với Thúy Thúy nên em quay lại đây. Và cũng có chuyện cần nói gấp. Mong rằng không phải chuyện cãi nhau với Hoàng Vy.
không phải Hoàng Vy mà là Quang Trường. Tại sao Giang đã phản đối quyết liệt mà Quang Trường vẫn về được công ty May Sài Gòn? Có cần thiết để nói chuyện gì nữa không? Nghĩ là những lời cảnh báo chân tình của Giang để không được tôn trọng à? Khánh rất là tôn trọng Giang, nhưng việc nhận Quang Trường là do anh Hiền. Giang vừa gặp anh Hiền và đã nói hết những điều cần nói về con người Quang Trường. Giang không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác như vậy. Giang có thể thân thiết với những kẻ bất hảo như Mạnh Thái, Vũ Luân, sao lại quyết liệt phản đối người khác chơi với Quang Trường? Vì đó là hai dạng người khác nhau. Trong Mạnh Thái, Vũ Luân đều có cái tốt để tin, còn Quang Trường chỉ là mầm tai họa cho bất cứ ai. Khánh sợ sự thật sẽ ngược lại đó. Vậy thì Khánh cứ việc ghi lại những điều Giang vừa nói đi, để sau này xem lại lời cảnh báo của Giang có đúng hay không. Thôi được rồi, được rồi, tôi sẽ làm trọng tài để coi ai đúng ai sai trong việc đánh giá Quang Trường, được chứ? Anh nghĩ em và con nên về nhà. Phải không ba? Má, con cũng muốn về nhà. Chú Mi Quang nè, ăn tiếp đi con. Anh hứa với em là anh sẽ giải quyết chuyện Quang Trường ra đi. Tất nhiên là từng bước một, chứ nếu làm ngay thì rất khó cho anh. Anh nghĩ đơn giản quá. Anh thừa biết đứng sau Quang Trường là cả một thế lực mạnh về tiền và quyền. Anh ta đi, ai sẽ đưa hạng ngạch hạng ba xuất khẩu về công ty? Dự án về hãng thời trang Sanding đang đi dần vào ổn định và có rất nhiều cơ hội để phát triển. Cho nên vấn đề về hạn ngạch anh sẽ không coi nặng như trước nữa, mà đối phó với nó bằng cách là liên kết với các doanh nghiệp để khiếu nại lên chính phủ, kiến nghị xóa bỏ cái quy chế quái gở đó đang đẻ ra quá nhiều tiêu cực và tham nhũng. Anh có lạc quan quá không vậy? Cứ cho là anh không tưởng đi. Nhưng mà về hành động thì em phải thấy là anh đang cố gắng khắc phục những sai lầm của mình khi đưa Quang Trường về. Thôi được, em sẽ trở về. Ba hôn má. Cảm ơn em. Nhưng không phải là hôm nay, ngày mai hoặc tuần sau. Em mà chịu về là anh vui rồi. Hai mẹ con cứ ở nhà ông bà ngoại tiếp tục đi. Khi nào cảm thấy có thể về được thì về, không sao hết. Xin chào. Anh Văn mà làm giám đốc thiệt, chắc em mệt nỉ luôn á. Lo quan sát. Vào tận nơi sản xuất á, em mới thấy hết giá trị của những cái quần cái áo mình đang mặc hàng ngày. Và mới thấy thương anh chị em công nhân ngành may. Để có việc thường xuyên cho hàng ngàn công nhân sống đầy đủ bằng nghề, những người quản lý kể từ anh Hiền trở xuống đều phải đau đầu, đau tim và cả đau bao tử nữa. Chào anh. Đúng là thương trường chi chiến trường. Tôi e rằng nhiều lúc còn phức tạp và khốc liệt hơn nữa. Vì chiến trường là cuộc đấu giữa các phe đối địch với luật lệ chung, còn làm nhà quản lý trong ngành may là cuộc đấu với chính mình nhưng lại phải theo luật lệ của kẻ khác. Bị hy sinh một trọng thương vì đạn lạc và bắn lối là chuyện bình thường. Vậy tôi phải nói thị trường phức tạp và khốc liệt với tình trường. Đâu giỡn như vậy được. Tình trường á chỉ là hai người, cùng lắm là tay ba tay tư thôi, đúng không? Còn này thì liên quan tới miếng cơm manh áo của hàng vạn người. Mặc dù chỉ là giám đốc kênh phim thôi, nhưng mà em vẫn muốn truyền cho người xem đầy đủ thần sắc tâm trạng của một nhà quản lý thật sự của thế giới thời trang. Tôi mình qua kia đi anh. Nè, Biên Khánh. Xin chào. Ủa, Giang cũng tới đây nữa hả? Ừ, bởi vì Giang là giám đốc công ty mà. Em chào chị, chào anh. Về nguyên tắc, kể cả giám đốc cũng không được đưa người lạ vào phân xưởng. Thúy Thúy lẽ ra phải đứng ngoài. Bởi vậy, Giang mới là giám đốc sa đọa chứ. Em có điện thoại. Alo. Em đang đi thực tế với anh Văn.
về nhanh ngay. À, dạ, để em nói với ảnh. Anh kêu nó em về hãng cho ngay, để có mặt trong buổi tiếp đoàn phim nước ngoài. Em đi đi. Dạ, em đi nha. Ê, Thúy Thúy. À. Thúy Thúy, em có sao không? Hả? Cô có sao không? Sao rồi? Em không sao. Thôi, em đi nha. Chắc là do mấy ngày ở bệnh viện tập quá sức để lên ký nên mới bị như vậy. Xin lỗi mọi người. Đến sân bay Nội Bài, anh có nhắn chị ra đó không? Không. Nhưng bà ấy biết. Nói chung từ nay tôi yêu cầu cậu tuyệt đối không để lộ bất cứ chuyện gì thuộc công việc của tôi hay của cơ quan cho bà ấy biết. Dạ, em hiểu anh. Đàn bà mãi mãi vẫn là đàn bà. Cậu có biết góc độ quan chức đàn bà khác đàn ông ở chỗ nào không? Thưa anh, sau nhiều cuộc nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã có kết luận. Quan bà thường dịu dàng, mềm dẻo trong cách xử lý, quyết định ít sa đọa, chơi bời hơn quan ông. Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Trong công việc, các quan bà ít sai lầm vặt hơn các quan ông, nhưng hay phạm vào những sai lầm chết người. Vợ tôi chính là một trong những số đó. Chưa bao giờ em phải đi ra Hà Nội mà giống như hoạt động tình báo vậy. Anh đừng có ngờ Nam Hoàng đột nhiên ra Hà Nội mà ông lại đi cùng chuyến bay với mình như thế này. Em sợ trò bắt bầu với sếp Hoàng mà kéo dài thì bà Thu Hường sẽ đánh hơi thấy. Vì bà này thuộc loại cáo già mà. Đã có dân thủ Lê Thăng bảo kê rồi, em khỏi cần lo. Nhưng em thấy quy chế phân bổ hạn ngạch đang đẩy ngành mai đến chỗ tự sát này cũng không thọ lâu đâu. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng khi nó chưa chết, chúng ta phải thích nghi với nó bằng mọi giá, nếu không muốn chết trước nó. Công ty mà vượt qua thời kỳ khó khăn nhất này, anh nhớ là phải đúc tượng em dựng giữa khuôn viên công ty đó nha. Đương nhiên rồi. Chuyện gì thế? Chị đã biết anh ra Hà Nội. Biết rồi. Hương còn biết cả chuyện anh già lừa Hương về trước để đi đêm với con hoa khôi tuổi tin. Có không? Tôi đã kiểm tra sự việc này. Thì thật ra chỉ là đi ăn đêm ở nhà hàng thôi. Và nếu không có thằng Mạnh Thái đến xin tiền vào phút chót, ông ta đã ăn gỏi con Kim Chân rồi. Tôi nói đúng không? Sao? Tôi nói có đúng không? Bọn ác ý nói đồ như vậy để bôi nhọ uy tín ảnh. Nhưng thật ra tôi biết sau đêm diễn anh Hoàng có mời nhiều người, nhưng lúc đó do khuya và mệt nên chỉ có Mạnh Thái và Kim Trân đi. Tôi sẽ kiểm tra lại. Nhưng mà bao che thì đừng trách tôi. Anh Nam Hoàng bảo nhờ thư tố cáo đã gửi ra Hà Nội. Nếu như anh Nam Hoàng có người bạn thân làm trưởng hay phó đoàn thanh tra thì mọi chuyện hy vọng sẽ đỡ hơn. Ông ấy thừa sức làm được. Chưa kể cái thế của bà Thu Hường bên thanh tra cũng rất là mạnh. Nếu xấu nhất, cậu phải tạm rút khỏi Mai Sài Gòn. Chờ chúng tôi trị xong Trần Hiền thì cậu hãy quay lại. Trị bằng cách nào? Em muốn làm sao trong này thật thoáng ra để khách vô có thể cảm tưởng như là cửa hàng mình rất rộng và sang trọng hơn. Chuyện đó để lát lát Phan Nghị tới, anh sẽ tư vấn cho. À, Mạnh Thái nè, giá như ở chỗ này á, mình đặt một cái tivi màn hình phẳng cỡ lớn với lại một cái đầu đĩa DVD.
Chị nghĩ mình nên có một cái tủ lạnh nho nhỏ để ở góc kia. Khi khách đến có thể giải khát, xem phim, ca nhạc. Cũng là nơi để giới thiệu các mẫu thời trang thay vì chỉ có catalog thôi. Dạ, em thích vậy. Thì đấy cũng là một ý hay đấy. Nhưng mà mấy thứ ấy trên 100 triệu. Em nghĩ là ban đầu mình nên tiết kiệm chi phí đầu tư đi chị. Để từ từ cũng được anh. Tưởng gì? Anh nghĩ, anh ta nghĩ. Nếu muốn có thì sẽ có ngay thôi. Tôi có quen với cửa hàng bán đồ trả góp. Chuyện này để tôi giải quyết. Hay quá. Anh thấy thế nào? Thần kỳ như trong chuyện cổ tích. Làm sao có được vị trí đẹp như vậy? Chuyện đó thì anh phải hỏi anh Thái. Do chủ shop thu chứng khoán nên phải sang để lấy tiền trả nợ. Em nói với Kim Trân là mời anh tới để tư vấn bài trí và phương án khai thác, để làm sao ít nhất cũng có đủ tiền để thuê nhà. Sao không kêu chị Vi Khánh? Về bài trí, chị Vi Khánh là người tư vấn tốt nhất. À, các cô cậu có để ý đoạn đường này có rất nhiều gallery không? Lúc sang em cũng không để ý. Anh đừng có nói là kêu Kim Trân mở gallery nha. Để tụi nó vào cái đã. À, trưa nay em về nhà hay đi ăn ở đâu? Đầu giờ chiều phải về công ty, chắc là phải đi ăn cơm bụi. Vậy lát nữa anh mời em đi ăn. Chị Mi Khánh đâu anh? Mi Khánh cùng Nhi Hùng xuống phải xưởng bay nên ăn luôn ở đó. Vậy cũng được. Dạ, anh Dung Nguyễn, cần gì cứ gọi em ạ. Dạ, sáng mai gặp nhau ở bộ nhé. Dạ. Sao hôm nay bà về sớm thế? Tôi về sớm chờ ông ra nói chuyện đây. Ông nói chương trình của ông còn đi một loạt các tỉnh miền Tây, rồi kiếm chuyện báo động giả đuổi tôi ra Hà Nội cho bằng được. Rồi cuối cùng ông cũng ra. Bà tức giận cái gì? Cứ nói hết ra đi, tôi nghe đây. Ở ngoài này đang đồn âm là ông điều khéo tôi ra để đón con hoa khôi tuổi kim kim chân đến khách sạn để chim chuột. Đấy, bà cứ gọi ngay cho thằng Thái để xem sự thật như thế nào rồi nói chuyện tiếp. Không cần gọi, tôi cũng biết vì sự có mặt bất ngờ của thằng Thái làm ý định qua đêm của ông với con kim chân không thành. Bà nên dẹp cái máu ghen quá hóa khủng ấy đi. Bao nhiêu năm nay tôi ăn ở thủy chung với bà như thế nào, vậy mà cứ thoáng một chút nghi ngờ là bà lập tức nghĩ tôi có thể ngủ ngay với con này con nọ. Không có lửa, đời nào có khói. Này, nhưng bà phải sáng suốt để có tin tôi. Tôi không bao giờ dại dột đổi cả sự nghiệp cùng với tình yêu và hạnh phúc với bà lấy một lúc phù du với mấy đứa con gái đẹp người mà mất hết đấy để rồi trắng tay. Tôi thử thách tâm lý ông tí thôi, chứ tôi vừa gọi điện vào trong ấy kiểm tra rồi. Mà này, bây giờ đến lượt tôi hỏi bà đây. Này, bà đọc cho hết đi. Vẫn số thư tôi đã đọc ở trong ấy à? Toàn thư mới tố cáo bà thao túng đường dây trung chi trong vụ phân bổ hạn ngạch xuất khẩu hàng may đấy.
Tôi vào Sài Gòn trong đoàn ủy ban thanh tra chống tham nhũng, hoàn toàn không có trách nhiệm hay dính dáng gì đến ngành may. Sao cái bọn độc ác nào mà lại dám ngập máu phun người hại tôi? Không có lửa, làm sao có khói? Đây chính là lý do tôi phải bay ra ngay để kịp thời đối phó, tìm cách cứu bà đấy. Hóa ra là phố này là phố gallery và khách sạn, nên khách du lịch khá đông. Đúng rồi Dan. Bây giờ anh tư vấn cho em như vậy. Tầng trệt chúng ta vẫn mở shop thời trang, nhưng với cách bài trí nghệ thuật bắt mắt hơn. Từ ngoài nhìn lên, anh thấy chúng ta còn lầu 1 đúng không? Dạ. Ok, vậy thì lầu 1 anh sẽ trả cho em phần nửa số tiền thuê nhà, để anh lấy làm chi nhánh cho gallery My Khánh. Vậy thì má em và chị em ở đâu? Ôi, có khó gì đâu. Quanh đây đâu có thiếu gì chung cư. Chỉ cần thuê một căn hộ, mà giá thuê căn hộ cao nhất cũng chỉ bằng 1/5 số tiền anh thuê lầu 1 ở đây. Anh Phan nghĩ đúng là tuyệt vời. Có đúng không Thái? Không, anh nghĩ không phải gọi là tuyệt vời được, mà phải gọi là trên cả tuyệt vời nhỉ. Khánh muốn gặp Liêm Giang để hỏi chuyện này. Giang phải nói thật nha. Có phải Giang đã có chuyện với Thúy Thúy ở Bình Thuận, nên cô ta phải về thành phố trước để giải quyết hậu quả không? Nói thật đi, Giang với Khánh không có gì phải giấu. Hậu quả gì? Cái hôm Khánh và Vi ra Bình Thuận, Giang đã nói rồi mà. Vô quế chịu cực không nổi nên đã bỏ về. Giang đọc đi. Đọc bài báo động tình trạng nạo thai của phụ nữ chưa chồng ở các bệnh viện phụ sản. Trời, bài này dính gì tới Giang? Diễn viên điện ảnh TT sau chuyến đi thực tế với diễn viên nổi tiếng LV cũng là khách của khoa sinh đẻ có kế hoạch của bệnh viện phụ sản để giải quyết hậu quả. Chuyện này mà là sự thật á, thì chắc chắn Thúy Thúy có thai trước chuyến đi Bình Thuận rồi. Khánh quên là Giang đang yêu Hoàng Vi à. Đến đây thì Khánh bắt đầu không tin. Thôi được rồi, ngay bây giờ Giang sẽ gọi điện cho Thúy Thúy để xác định rõ sự thật. Người dân nước lã nghĩ Giang là thằng không ra gì, đầu trộm đuôi cướp cũng không thành vấn đề. Nhưng để bạn bè nghĩ xấu, Giang không sao chịu được. Giang cất điện thoại đi. Khánh chỉ muốn nhắc Giang, Hoàng Vi là đứa yêu Giang hết mình. Nếu vì một lúc dễ dãi buông thả mà Giang làm mất nó, thì Khánh cũng không tha thứ cho Giang đâu. Alo. Em đã mua báo sáng nay chưa? Sao không nói gì cho anh hết vậy? Anh và em không cần mua mà người ta cũng mang đến cho em đọc như bướm bướm. Từ nãy giờ điện thoại hỏi thăm, muốn cháy máy luôn. Anh là người quan tâm tới bò hơi bị trễ đó. Vậy tại sao em không đính chính? Gì mà phải đính chính? Em có bầu thiệt mà. Cái gì? Trước khi ra Bình Thuận hả? Anh nghĩ em là loại người nào mà hỏi em vậy? Nghĩ là em có đến bệnh viện phụ sản để giải quyết hậu quả đúng không? Thì em đến để khám thai. Còn muốn giải quyết hậu quả, em phải hỏi ý kiến anh trước chứ. Nè, em nói chuyện nghiêm chỉnh nha, không có giỡn à. Em cũng nói chuyện nghiêm chỉnh chứ bộ. Từ hôm ở Bình Thuận, em đã nói anh rồi. Nếu anh muốn giấu đến cùng sự nghiệp, thì em dẫn sanh và giấu tên cha của đứa bé trong bóng tối đến suốt cuộc đời. Thúy Thúy, nói chị với ai mà vừa nói vừa cười vậy? Alo, sao anh im lặng vậy? Yên tâm đi, em không có cho hành vi của anh biết đâu. Đồ bá sáu, đúng là con nhỏ này, đã đưa Giang vào trong. Chào. Dù vậy những gì ở May Sài Gòn, mà Trần Hiền nó tố cả anh già lẫn tôi ra tận bộ. Hường cũng biết vụ anh già không cho nó ký hợp đồng với công ty Mỹ. Chưa có dính dáng gì tới trường đâu. Sao bảo nó tức vì vợ nó bỏ nó sau khi nghe dư về May Sài Gòn? Chuyện đó có, nhưng mà chỉ là nhỏ thôi. Nhỏ thì cũng lo giải quyết cho xong đi. Tình yêu hôn nhân tưởng chuyện nhỏ, nhưng đều là ngoài nổ lan ra những chuyện đầy trời. Có khi nào
Những thư tố cáo sẽ buộc công an hay thanh tra nhảy vào cuộc điều tra. Chuyện đó để Hương lo. Vụ công ty Hồng Hà của Diêu mấy năm Hương còn lo được. Vụ này đã là cái gì? Nhưng nhớ thường xuyên thông báo tình hình và theo từng đường đi nước bước của Hương. Yes, madam. Lại bà Thu Hương hả? Đâu có. Em mời anh chị. Em gọi đi. Cái gì vậy? Thôi mình về đi. Sao vậy? Khánh với Giang ngồi đây được thì mình cũng phải tôn trọng tự do của người ta chứ. Khánh với Giang thì không thành vấn đề, nhưng mà Phan Nghị đi ăn với Hoàng Vy là bất thường rồi. Ủa, mà sáng nay Hoàng Vy nói là đi với Kim Trân đi gặp Mạnh Thái mà. Bây giờ họ biết mình có ở đây, họ sẽ mất tự nhiên. Em có thích uống rượu không? Thôi, anh đừng giỡn nữa. Em sẽ không bao giờ tái diễn trận nhậu hôm trước đâu. Uống ít thôi. Lâu lâu cả anh và em mới được sống chuồng. Mình uống một chút để thưởng thức mùi vị tự do chứ. Dạ, không có chị Vi Khánh, anh đang nói liều mạng với ta. Em nói vậy á, thì bữa nay anh và em sẽ thi không nói chuyện. Người nào nói trước, người đó trả tiền. Ok, móc méo. Ok. Cứ để họ tự nhiên. Thôi, mình về đi. Không về được. Giang phải tìm cho ra Thúy Thúy để làm cho ra lẽ. Bình tĩnh đã Giang. Bình tĩnh cái gì? Trong đời Giang chưa bao giờ gặp một chuyện vu cáo nào trắng trợn như vậy. Không biết hai người cãi nhau chuyện gì nữa. Coi chừng họ thấy tụi mình. Đưa Khánh về nhà, rồi Giang đi tìm Thúy Thúy. Khánh nói Giang phải bình tĩnh, Giang có nghe không? Nhưng Giang không phải là người như vậy, Khánh hiểu chưa? Anh sợ hả? Nếu chỉ là chuyện uống nước này thôi thì anh không sợ. Nhưng đã xảy ra chuyện hôm trước ở nhà anh, anh cũng hơi lo. Hy vọng Vi Khánh không nhìn thấy anh vậy. Dù gì Giang cũng phải hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Nhỏ Thúy Thúy có bầu với người khác rồi đổ thừa cho Giang à? Đi. Thúy Thúy. Hả? Bây giờ em đi đâu vậy? À, bây giờ em đi với anh Giang tới mấy công ty may để tham quan thực tế. Hồi nãy em nói giỡn vụ có bầu, chắc chắn là tức lắm. Kệ hả? Đặc điểm của Lê Giang á là càng bị xúc động, càng bộc lộ rõ con người thật của mình và càng dễ gần. Thôi em đi đi. Em đi nha. Cô nói đi, những ngày ở Bình Thuận tôi đụng gì cô chưa hả? Nói đi. Thúy Thúy sao vậy? Thúy Thúy chuyện là gì cô ấy mà Thúy Thúy sao vậy?
giờ phải làm sao? Người thì còn cứu hả? Mày bắt Khánh ở đây, chứ giờ bệnh viện là một mình, chẳng không biết làm sao. Giang nói đi, có phải Giang đã dính với cô ta không vậy? Không là không mà, Khánh không tin Giang hả? Vậy thì cứ về đi, Giang ở đây một mình cũng được. Đố rồi, bà cứ cứu đây nè. Anh Giang đưa người yêu cấp cứu hả? À, cô này có bầu, tôi chưa kịp làm gì hết, cô ấy đã xỉu rồi. Cái gì? Người yêu anh có bầu hả? Anh chờ một chút nha. À.